Pakistan. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với buổi biểu diễn nghệ thuật âm nhạc ca múa nhạc dân tộc do nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện, được tổ chức tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi sáng ngày hôm nay. Welcome all of you to the Traditional Folk Music and Ethnic Arts Program presented by the Bông Sen Folk Music Theater at Ho Chi Minh City Box Office today. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào mừng nồng nhiệt, cũng như xin chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi thưởng thức âm nhạc thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa. First of all, my name is Hành Trang. I'm honored to be the MC today, and I would like to send a big warmest welcome to all of you. And I also wish you will have the meaningful moments with us today. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài hát hòa tấu Liên Khúc Ba Miền sáng tác bởi dân ca Ba Miền, được biểu diễn bởi dàn nhạc ca nhạc múa dân tộc Bông Sen. Ladies and gentlemen, we just witnessed the harmony medley three regions performed by the Folk Music Theater, Bông Sen Theater. Và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp theo là đến với tốt ca bức họa đồng quê được sáng tác bởi Văn Phụng do ca sĩ Minh Đoàn, Thanh Quang, Tường Vi, Huy Trinh biểu diễn. Next is the song 29 Painting composed by Văn Phụng and performed by a group of vocalists Minh Đoàn, Thanh Quang, Tường Vi and Huy Trinh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây.